Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ukraine tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga ngay sau khi được Mỹ mở đường. Theo thông tin từ báo tin tức, Ukraine đã lần đầu tiên phóng vũ khí do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sau khi Mỹ bật đèn xanh. Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự Nga đưa tin rằng Ukraine đã kích hoạt hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga vào tối ngày 1 tháng 6. Đối phương đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ của Nga. Đây là những mảnh đạn pháo M142 HIMARS MLRS. Lực lượng phòng không của quân đội Nga đã phá hủy hơn 10 tên lửa trên bầu trời vùng Belgorod. Phóng viên chiến trường Nga kiêm truyền thông viên của Điện Kremlin Evgeny Poddubny cho biết trên kênh tin nhắn Telegram, kèm theo đăng tải một số bức ảnh. Về phần mình, Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Mỹ đã cho phép trong giới hạn đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sau nhiều lần trì hoãn do lo ngại căng thẳng leo thang. Phát biểu ngày 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga khi các mục tiêu này tấn công thành phố Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, ông Blinken không nói rõ cụ thể liệu sự chấp thuận này của Mỹ có bao gồm việc để Ukraine tấn công các thành phố hay các mục tiêu khác nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga hay không. Ngoại trưởng Mỹ cho biết động thái này của Washington đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của chính quyền ông Biden, cũng là kết quả của chiến lược điều chỉnh và thích ứng của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã kiên quyết từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine nói rằng Nga đang tập trung lực lượng phía sau biên giới trước các cuộc tấn công và họ cần tấn công chúng như một hành động tự vệ. Ngày 3 tháng 6, Thượng viện Thụy Sĩ đã bác bỏ kế hoạch viện trợ 5 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương 5,58 tỷ USD cho Ukraine, một phần trong gói tài chính lớn hơn. Lý do là kế hoạch này vi phạm các hạn chế vay mượn trong luật pháp của quốc gia trung lập này. Với 28 phiếu chống và 15 phiếu thuận, các nhà lập pháp đã bác bỏ gói viện trợ trị giá 15 tỷ franc, bao gồm cả 10,1 tỷ franc tài trợ bổ sung cho lực lượng vũ trang Thụy Sĩ. Kết quả này đã được dự đoán từ nhiều tuần trước, với các nhà lập pháp cánh hữu đặc biệt phản đối kế hoạch. Họ cho rằng gói viện trợ vi phạm phanh nợ, một quy định hạn chế về nợ công ở Thụy Sĩ. Quyết định này được đưa ra trước đó khi chính phủ Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình cho Ukraine. Bên trong nhà máy sản xuất 30.000 quả đạn pháo một tháng cung cấp cho Ukraine. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, một nhà máy đang gần hoàn tất ở Mesquite, bang Texas, Mỹ, sẽ sớm sản xuất được 30.000 quả đạn pháo mỗi tháng, gần gấp đôi sản lượng hiện tại của Mỹ. Trong một nhà máy gần xa lộ Lyndon B. Johnson ở ngoại ô Dallas, hạ tầng sản xuất đạn dược của quân đội Mỹ đang dần hình thành. Tại đây, trong nhà máy vũ khí lớn đầu tiên của Lầu Năm Góc được xây dựng kể từ khi xung đột Ukraine-Nga bùng phát, các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đội mũ bảo hiểm màu cam đang bận rộn mở các thùng gỗ có khắc tên Repcon, một công ty quốc phòng có trụ sở tại Istanbul, lắp ráp các robot và máy tiện điều khiển bằng vi tính. Nhà máy này sẽ sớm đi vào sản xuất khoảng 30.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho các loại pháo 155 ly, vốn đã trở thành cực kỳ quan trọng trong nỗ lực chiến đấu của Kiev. Theo Tổng thư ký NATO, Ukraine đã bắn từ 4.000 đến 7.000 quả đạn pháo 155 ly mỗi ngày trong nhiều tháng của năm 2023 trước khi bế tắc tại Hạ viện Mỹ cản trở các chuyến hàng viện trợ vũ khí của Lầu Năm Góc. Các chuyến hàng đạn pháo của Mỹ đã được nối lại vào tháng 4 sau khi Quốc hội thông qua gói viện trợ tổng thể bao gồm 61 tỷ USD cho Ukraine. Để tiếp tục cung cấp cho các khẩu đội pháo Ukraine, Lầu Năm Góc đã đặt mục tiêu sản xuất vào năm ngoái là 100.000 quả đạn mỗi tháng cho đến cuối năm 2025. Các nhà máy ở Scranton và Winchester-Barre, bang Pennsylvania, sản xuất khoảng 36.000 quả đạn mỗi tháng. Cơ sở mới của General Dynamics ở Mesquite, Texas sẽ sản xuất 30.000 quả mỗi tháng khi chạy hết công suất. Mục tiêu 100.000 quả đạn mỗi tháng tương đương mức tăng sản lượng gần gấp 10 lần so với vài năm trước. Chưa đầy một năm trước, khu vực quanh nhà máy ở Texas chỉ là một bãi đất trống. Nhưng với hàng triệu USD được Quốc hội Mỹ cho phép chi và sự giúp đỡ từ Repcom, Thổ Nhĩ Kỳ, công ty quốc phòng General Dynamics của Mỹ đã có thể vận hành nhà máy chỉ sau khoảng 10 tháng kể từ khi động thổ. Nhà máy Mesquite bao gồm 3 dây chuyền sản xuất ở các tòa nhà khác nhau.
Khi cả ba dây chuyền hoàn thành, hầu hết công nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nước. Một nửa lực lượng lao động tại chỗ sẽ đến từ một nhà máy khác của General Dynamics. Các quan chức của công ty cho biết nhà máy Mesquite sẽ bổ sung khoảng 350 việc làm cho nền kinh tế địa phương khi đạt hết công suất sản xuất vào năm tới. Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả nghiêm trọng do tính toán sai lầm nguy hiểm ở Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3 tháng 6 cho biết Mỹ có thể phải đối mặt với hậu quả chết người nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Ryabkov bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó về việc đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga trong bối cảnh Moscow tăng cường tấn công vào khu vực Kharkov. Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự từ chối. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Ryabkov nói. Ông Ryabkov cũng đề cập đến những bình luận của Tổng thống Vladimir Putin, người cho rằng các nước NATO đang đùa với lửa và có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn hơn. Một trong hàng loạt cảnh báo từ Điện Kremlin về nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Thứ trưởng Ryabkov lưu ý rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một cảnh báo rất quan trọng và nó sẽ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Nhà lãnh đạo Nga cho biết phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào bất kỳ việc Ukraine sử dụng vũ khí nào của họ để tấn công vào sâu bên trong nước Nga, bởi vì những cuộc tấn công như vậy sẽ cần đến sự hỗ trợ về vệ tinh, tình báo và quân sự từ Mỹ và đồng minh. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng thông tấn TASS Nga rằng phương Tây đang leo thang tình hình ở Ukraine và Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa. Chúng tôi biết rằng các nước phương Tây đang có động thái leo thang, do đó tất cả các biện pháp cần thiết từ phía chúng tôi sẽ được thực hiện nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa liên quan đến sự leo thang này. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO có quyền giúp Ukraine duy trì quyền tự vệ của mình và điều này không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev rất biết ơn Washington vì đã cho phép nước này sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp ở khu vực Kharkov, nhưng điều này là chưa đủ. Ukraine từ lâu đã lập luận rằng những hạn chế trong cách nước này sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp đang kiềm chế nghiêm trọng khả năng tự vệ của nước này. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Ryabkov nói rằng những nỗ lực của Kiev nhằm tấn công các hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga sẽ bị ngăn chặn và Moscow có thể phản ứng một cách bất cân xứng trước những bước đi như vậy. Một nguồn tin tình báo Kiev cho biết rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một radar tầm xa nằm sâu bên trong nước Nga, vốn là một phần của hệ thống cảnh báo sớm của Nga, nhằm phát hiện liệu nước này có bị tấn công hạt nhân hay không. Thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi liên tục cập nhật ở nhiều khung giờ trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!